Hôm nay chị về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin tìm ai vậy? Tìm con gái. Con Đã gái chị? Thái Thị Huỳnh Như. Thái Thị Huỳnh Như. Dạ. Con gái chị sinh năm mấy? Năm 2003. Ôi giời ơi, 2003. 2003 mà hai đứa con hả? Dạ. Năm 21 tuổi. Con chị vậy là có chồng chưa mà lại có hai đứa con? Đó, bé này là có chồng mà cha nó bỏ rồi. Ôi rồi mới nó mới quen theo một người khác nữa mà thằng chồng sau này bị tai nạn xe mất luôn. Ôi giời ơi. Có 19 tuổi mà hai đời chồng. Dạ. Câu chuyện này kỷ lục đấy. Rồi giờ có một mình em làm nuôi hai đứa nó. Sao mẹ nó không nuôi? Lúc đó mẹ nó còn ham đi nghe lời bạn bè đi làm chỗ này chỗ kia. Nhỏ rồi quá bây giờ, bây giờ nó biết rồi nó tính đi làm. Nó bị gạt. Gạt đi đâu rồi? Gạt bây giờ nó nói là ở bên Cam. Ôi giời ơi, gạt thằng Cam. Khổ rồi. Con chị bỏ nhà đi lâu chưa mà bị gạt? Nó đi cũng hôm Tết cũng đi ở nhà Tết luôn dưới thằng này à. Rồi hôm Tết nó về quê chơi rồi nó lên. Vậy là Tết vừa rồi con chị vẫn ở nhà đúng không? Ở nhà nó mới đi bữa 19 tháng 2 Tây á. Ôi giời ơi, khổ vậy. Nó nói để con đi làm kiếm tiền. Cái đi rồi cái đầu năm tháng ngày sau á, liên lạc không có được nó. Cái đâu cỡ 6 ngày á, nó mới đi xin điện thoại lại là nó qua Cam rồi. Trời ơi. Ngày bao nhiêu thì con chị báo tin là qua Cam? Cũng không biết ngày bao nhiêu nữa mà độ chừng có 5-6 ngày vậy đó. Ôi giời. Con chị 21 tuổi, hai đời chồng, hai đứa con. Dạ. Khổ vậy. Con chị trước khi đi là có đem theo gì đi không? Nó chỉ đem cái điện thoại đó với bộ đồ nó mặc thôi. Với cái cặp nữ trang của nó thôi à. Ê quên cái trang sức á. Ê quên. Con, cái con chị, điểm của nó thôi. Con chị hiện nay là báo tin ở bên Campuchia làm cái công việc gì? Nó nói là qua bển nó làm đánh máy vi tính. Ui giời ơi. Con chị ở Việt Nam mình có biết bấm máy vi tính không? Nó xài dành điện thoại không chứ còn máy vi tính thì em không có biết. Ồ, chơi vi tính thì chưa biết bấm đúng không? Sáng nó chúng sẽ đào tạo tập bấm. Hiện nay là con chị cụ thể là sống bên Campuchia bao nhiêu ngày rồi? Nó báo là nó qua bển là bữa 19 tháng 2 đó giờ đó. 19 tháng 2. Dạ. Giờ phút này mà tháng mấy đúng không? Bữa nay tháng mấy rồi? Ừ, tháng mấy rồi? Con chị có nói là con chị làm một tháng bao nhiêu tiền bên Campuchia không? Nó không có nói bao nhiêu tiền hết trơn á. Con chị có đòi về, muốn về không? Nó đòi về mới nói là mẹ ơi, nó đánh con đau lắm. Ôi giời ơi. Khổ dữ vậy, con gái mà bị đánh luôn hả? Nó nói để con đi qua bển làm kiếm tiền về chị chỉ cái chân cho mẹ. Chân chị bị làm sao? Bị đau khớp nè. Đau khớp nè. Nhưng mà cũng gán này làm công ty để nuôi hai đứa nhỏ. Vậy là hai đứa nhỏ hiện nay là ai nuôi? Dạ em nuôi. Chị nuôi rồi bỏ ai này, đi làm công ty này ai trông? Thằng bé nhỏ nó gửi người ta một tháng 3 triệu. Ôi trời. Còn bé này bỏ nhà trọ đóng cửa rồi mình lên. Nhốt luôn. Dạ. Khổ vậy hả? Vậy chị làm công ty lâu chưa? Làm công ty cũng được 3-4 năm rồi mà làm không có dư. Con chị hiện nay bị đánh bằng cái gì? Nó nói bị đánh, không biết đánh bằng cái gì. Trích điện không? Nó nhắn tin là con bị đánh đau lắm rồi. Ôi chứ nó không có nói bằng cái gì. Khổ vậy. Nó nói, mẹ ơi con nhớ mẹ lắm. Thấy thấy chưa? Ở nhà không chịu ở. Nó nói đợt này con về con nghe lời mẹ ơi. Khổ quá. Bây giờ người ta có đòi tụi con lại chị chuộc bao nhiêu tiền không? Lúc nó mới đi mấy ngày nó nhắn tin lại là nó nói là tao nói 80 triệu. Ui giời ơi. Nhưng mà cho người nhà gửi chuyển tiền thôi chứ bắn không... tiền qua tài khoản. Dạ. Đúng không? Bắn là mất tiền mà mất con luôn. Nó nói vậy đó. Ừ, đừng có nghe chúng nha. Dạ. Bắn là mất cả con luôn. Vậy gia đình mình có tiền chưa? Không có tiền, bây giờ chữa nó còn có uống nữa. Ui giời ơi. Dạ, con đồng mạng giúp đỡ giùm. Sữa không có uống thì nên cho cháu uống, cháu ngoại uống thì tiền đâu mà cứu con đây. Này hai đứa trẻ nguy cơ mất mẹ rồi. Khổ như vậy, chị ở quê có nhà không? Có cái nhà mà kia bán không ai mua nha. Nhà lớn không? Nhỏ. Bán bây giờ được nhiêu tiền chị? Kêu có 60 triệu mà tao có mua bị gì. Ôi, trong hẻm trong nhà mãi 60 không triệu á. Mình giao bán đi để cứu con về đi. Kêu mà không có được, bây giờ không có khả năng để chuộc nó nữa. Mà 60 triệu cũng không đủ chị ơi.
80 là tiền tàu xe tiền phạt. Cái tội trốn nữa. Khổ thế, tận cùng nỗi đau rồi. Hai đứa trẻ hiện nay nè. Lên có công ty nào bên đây nè, nói bà gì dẫn đi đưa đi đi bển làm máy vi tính. Rồi đưa đi rồi nó qua bển nó mới biết đi qua cam vậy á. Ừ. Giờ phút này mới biết qua cam. Khổ quá, ăn bánh đi con. Đấy, lấy bánh ăn đi. Đói quá mà. Vậy là hai đứa trẻ này hiện nay có biết mặt cha không? Không biết cha. Ôi giời ơi, lại nguy cơ này, mẹ này chưa biết liệu có biết mặt mẹ không. Khổ quá. Tội nghiệp. Chị đã hiện nay chị biết chính xác con chị đang ở về Campuchia chưa? Dạ biết. Chị có gửi định vị qua là. Ôi giời ơi, gửi định vị luôn hả? Kêu nó gửi địa chỉ qua chỗ nào đặng biết. Ờ chị mở nhỏ tiếng thôi. Không có xem nữa, để chú làm việc, chú nói chuyện với mẹ nhá, để giúp mẹ về nhá. Ừ. Khổ quá. Giờ con không. Con chị là gửi vị trí này bên Campuchia đang ở đâu? Đâu có biết chữ đâu mà coi. Ôi giời, lại không biết chữ. Con chị có biết chữ không? Nó biết. Biết nhiều chữ không? Được học không? Nó cũng biết ít ít nè. Học lớp mấy? Học lớp 4 rồi. Ôi giời, lại học lớp 4 thôi, lại đi kiếm tiền là 19, 20 tuổi là hai đời chồng này. Kỷ lục đấy. Mà con chị ở nhà có ngoan không? Nó thì lúc đó nó thì cũng không có mà nghe, nó chỉ nghe bạn bè nó rồi mới có con vậy nè. Nghe người ta dụ dỗ vậy đó. Nghe bạn bè có con, ôi giời. Nghe lại dụ ra chú cho kẹo, ra anh cho kẹo nên là lại có đứa con nó, luôn. Nó hối hận rồi, nó biết khổ vậy rồi nó mới đợi đi làm. Chứ lúc trước thì kêu nó nhà nó giữ con cho tôi đi làm á. Khổ quá. Con chị này là nó có dụ, nó có hù con chị này là bán chỗ khác không? Bán Thái Lan đây để làm phục vụ cho người khác không? Nó nói nếu mà nó mà làm á là không có tiền gì đó là nó bán chỗ khác. Ui giời, ui, bán chỗ khác làm sao về được đây? Bây giờ gia đình mình vay mượn hết chỗ chưa? Vay mượn hết rồi mà không có. Không có hả? Giờ nhờ này... cộng đồng giúp đỡ giùm. Để chỗ em mới về. Khổ quá. Này anh em biết giúp sao đây? Thương quá. Đúng là khó khăn quá, là đâm là sinh ra nhiều cái tội. Đi này là khổ rồi. Có trường hợp phải bán nhà, nhưng mà chị bây giờ trong hẻm, trong hốc vào nhà là có 60 triệu hả? Dạ 60 triệu mà không có người mua. Mình bán cho người ta đi, xem ai lăn nỉ bán đi, lay mai mình tìm cách mình chuộc lại được không? Kêu bé rồi, lâu rồi mà không ai mua hết trơn á. Cháu ngoại của chị bé này mấy tuổi rồi? Nó 4 tuổi rồi. Còn bé nhỏ vừa, bé trai vừa mấy tuổi? Nó hơn 6 tháng rồi. Ôi giời ơi, 6 tháng, còn bú sữa mẹ không? Từ nó bước được bệnh không à? Thế bây giờ ba của bé này là giờ có liên lạc về nhà không? Dạ. Ba của bé đâu rồi? Ba bé là bỏ luôn rồi, không có liên lạc luôn. Lâu có gửi cho hộp sữa nào không? Dạ không. Trời ơi, khổ không rồi. Mẹ, ừ, mẹ con đâu rồi con? Mẹ con không biết. Mẹ biết hả? Trời ơi, khổ quá. Thế sáng là mấy bà cháu ăn sáng chưa? Chưa ăn hả? Thế vậy là mình có mệt không? Bây giờ là chị đang sợ nhất điều gì hiện nay? Tiền thì không có. Sợ không được bé, bị người ta bán chú á. Nó không có về được cái nhà. Chị được mấy người con rồi? Hai người con mà một thằng kia thì nó cũng làm đủ, nó sống rồi, nó không có dư. Chị đưa tấm hình em mượn. Khổ quá. Tội nghiệp quá. Này là cá hoàn mua muối này, cá ươn đây này. Nhưng mà con chị là trước khi đi này có thông báo là con sẽ đi Campuchia không? Nó không có nói. Trốn đi à? Nó không có nói vậy giờ, nó đi mà chơi rồi cái đầu nó lại công ty bên đâu bên đây nó làm nè. Không. Ôi giời. Để con. Con để đây cho chú để nha. Để chú tìm mẹ. Để chú cho bánh nè. Khổ quá. Để hình nó cho chú rồi tìm mẹ con. Để con tìm cho. Ờ này con tìm cho hả? Con đi tìm mẹ ở đâu? Mẹ con đang trốn ở đâu rồi? Ai bắt mẹ con rồi? Mẹ bắt mẹ con ở trống gì á. Úi giời ơi, ba đâu rồi con? Ba con có biết ba con đang ở đâu không? Con không có ba con. Con không có ba con hả? Ba con tên gì?
chú này không phải ba con hả? Dạ. Thế ba con tên gì? Ba tên ba. Thế mẹ tên gì? Mẹ con cưng ơi. Ôi giời, con mấy tuổi rồi? Mấy? Con mấy tuổi? Con mấy tuổi hả? Khổ quá trời ơi, ba bà cháu tội quá giờ, anh em biết giúp làm sao đây? Trước hình mẹ gà lụm lên để chú à. Bây giờ ba anh em này, ba bà cháu này là đường sữa không có, bây giờ nhà thì không bán được. Ê, khổ quá. Bây giờ anh em giúp thì chỉ giúp phần nào, chứ bây giờ nói thật là cái trường hợp này là vô cùng là khó khăn rồi. Bây giờ nếu như không có tiền mà không chuộc được con chị về, chị có sợ không? Sợ. Mất con đúng không? Dạ. Ê, khổ quá. Tội nghiệp quá. Ê, còn chị đi đến giờ phút này là có báo tin về nhà, có nhắn tin không? Là mẹ ơi cứu con không? Có, nói là mẹ ơi con muốn về nhà. Ừ. Đánh con đau lắm, nói vậy đó. Trước ở nhà mình có đánh con bao giờ không chị? Dạ không. Đấy mà bây giờ con mình lui ra người ta đánh nó sót không? Sót mà không biết làm sao bây giờ. Đấy. Trước đây chị có hướng dẫn cho con là đừng đi Campuchia không? Có nói mà nó nói là công ty á, nói là đi làm ở đó có tiền nhiều. Ừ. Nên con đi làm con không có biết qua Cam. Ừ. Nó chừng ba bển nó mới biết. Tiền nhiều ở đâu có tiền nhiều đây chị ơi. Bây giờ muốn làm ăn này phải có bỏ sức lao động. Nó lên xe nó chở đi luôn à. Ôi trời, lên xe là không kêu nữa hả? Ừ. Khổ quá. Con chị đã từng đi Cam bao giờ chưa? Chưa. Lần này lần đầu tiên? Ừ. Nó chỉ ở vòng vòng Bình Dương này thôi chứ nó không có đi đâu. Con chị là nó có cho ăn đầy đủ không? Nó không có nói cho ăn, không cho ăn gì trơn á. Mà nó nói bữa hổm này nó nói đi làm từ 10 giờ tối mà tới 2 giờ chiều vậy đó. Ừ. Thế nó mới về. Chị có báo tin trước đây là chị có nhắn hoặc là nhắn nhủ gì cho con chị là đừng đi Cam hoặc là đừng đi nghe bạn bè xấu không? Ở nhà có nói gì đó mà chứ không có nhắn tin. Ừ. Qua bên đó. Ở nhà nó hỏi đi Cam đợt trước rồi, nó nói người ta rủ đi Cam rồi, nó nói thôi đừng có đi con ơi. Đi bển mà đi không có về được đâu. Đi thì dễ mà về khó. Ừ. Ở quê chị có nhiều người đi Campuchia không? Dạ không. Ôi nó cái bữa đó hỏi ai đưa mày đi vậy, nói có nhỏ nó tên Linh á, rồi nó chắc quen trên mạng hả? Rủ đi lên xe rồi nó đưa đi luôn rồi, con không biết giờ qua tới đây con không biết Cam, lấy điện thoại nó giữ điện thoại. Tịch thu điện thoại luôn. Giữ điện thoại luôn không cho xài. Con chị là sinh ngày mấy, tháng mấy, năm mấy? Hình như là 14 tháng 12 vậy. Năm mấy? Năm 2003. Ui giời, 21 tuổi. Hai đời chồng. Sao trước đây mình không tư vấn cho con mà để con để lấy chồng có con sớm vậy? Rồi đó, kiếm tiền đi làm không rồi đâu có... 16, 17 tuổi là có con rồi. Đâu tiếp xúc với nó đâu. Ui giời, sao mình không tư vấn cho con hay để buông thả? Con chị trước đây có đi chơi bài gì đâu không? Nó cũng thường đi theo bạn đi chơi. Đấy, thường đi bạn, bây giờ nhiều con, sợ, nay mai sợ là mấy đứa nữa đấy, sao mà nuôi? Tuổi còn trẻ mà nay mai, bây giờ nó có 21 tuổi mà hai đứa con này nè. Nay mai 40 tuổi là sợ 5-7 đứa nữa. Hai đứa này sinh mổ không á. Ui trời ơi. Nhưng mà nay mai nó cứ thích với nhau thì mình làm sao được. Chị phải ngăn cản đi hoặc là phải có cách biện pháp đi. Giờ chỉ mong cứu nó về được thôi chứ chuyện đó thì... Bây giờ nếu như thực sự là anh em đây là muốn giúp chị lắm rồi đấy. Cái trường hợp này vô cùng đặc biệt. Nhưng mà đáng trách con chị là không nghe lời cha mẹ. Ông xã chị đâu? Ông xã thì ly thân với ổng rồi, 6 năm nay rồi không có qua lại nữa. Ôi giời ơi khổ vậy. Ổng không có lo cho mấy nhỏ này luôn. Ừ. Chỉ một mình lo sao thôi. Bây giờ chị ông cầu cứu anh ơi cứu con đi xem là ông xã có trả lời làm sao không? Ổng làm không có tiền nữa rồi, ổng không nói năng gì hết trơn á. Ôi khổ nói quá. Nói con cái gì cũng không nói gì hết trơn á. Bây giờ thân ai người lo đúng không? Rồi bây giờ nó biết anh nói mẹ ơi. Giờ khổ quá, hai đứa nhỏ nữa, mẹ đau nữa. Rồi để con đi làm kiếm tiền về nuôi. Rồi nó đi thì nó đi luôn á. Sao không đi làm công ty mà sang Cam chi, Gucci ở chi vậy? Người ta đã cảnh báo nhiều rồi. Khổ quá.
kia. Bây giờ chị gọi điện cho con được không? Gọi điện mà không có được, gọi số không được, Zalo mà Zalo nó hạn chế không cho nhỏ kia xài nhiều, là lúc mà nào nó rảnh điện được thì nó điện thôi. Nhưng có đúng Campuchia chưa? Đúng mà. Nó hỏi kêu nó địa chỉ gửi ở đâu, nó nói con ở bên Cam, con đâu có biết. Bây giờ mà chuộc được con chị về là không phải 80 triệu đâu, phải cả 100 triệu. Tiền tàu xe, tiền lộc phạt. Đó. Là may mắn lắm mới về được. Đấy là phải biết đường đưa, không biết đường đưa còn không đưa được luôn ấy. Thì con chị đã đi lâu rồi. Bây giờ nhiều người về đây chia sẻ, anh em giải cứu về, nhiều người về đây, nhiều bé về chia sẻ là ăn một ngày một gói mì tôm nó tính 100 đô đấy. Cứ mỗi ngày 100 đô đó chị. Đó, khổ chưa? Mà con chị là tháng mấy rồi, cứ ngày 100 đô thôi, tháng 3.000 rồi. Khổ không? 3.000 trên dưới 100 triệu rồi. Trời ơi, làm sao? Bây giờ chị hãy nói một điều gì đó để cho các cô chú, anh chị trên tất cả các trang mạng xã hội xem cái video đội hiệp sĩ Quân Bình Dương. Nếu biết mà cảm thông, mà gọi là có duyên với gia đình mình, thì hãy giúp gia đình mình một phần nào đó để gia đình mình có kinh phí để giúp con quay trở về. Đặc biệt là bây giờ thì tội nhất là hai đứa trẻ thôi. Chị thì nhìn tướng này nhưng mà bệnh tật quá trời luôn rồi. Giờ muốn cứu con gái về cũng không có khả năng. Bây giờ nhờ cộng đồng chia sẻ giúp giùm để có chi phí để chuộc em nó về. Giờ nhà hai bà cháu sống với nhau lo cho hai đứa nhỏ, còn không có tiền uống sữa thì thôi nhờ cô bác anh chị giúp đỡ giùm em để chuộc bé về với gia đình. Nên con cảm ơn nhiều. Thương quá trời thương luôn. Từ hôm con chị mà báo tin cho gia đình ấy, mà con chị à, nó lại bên Campuchia đấy, gia đình mình có buồn không? Buồn á, có sợ lo lắng. Em sợ ngủ không được luôn. Mấy người đã bệnh tật rồi là ngủ không được. Không ăn uống được luôn, lo lắng không biết làm sao giờ. Lực bất tòng tâm đúng không? Yeah. Cứu thì không biết cứu bằng cách nào. Đi thì không biết đường, tiền thì không có, nhà thì không bán được. Còn không có đi lo làm, không làm thì không có tiền nó sửa cho mấy đứa thì cứ ngày nào cũng đi làm tăng ca hết chứ. Khổ quá. Gần tháng 7-8 triệu à, chi phí tiền sửa, tiền gửi nữa, rồi nhà trọ nữa là hết. Khổ. Bà ngoại đúng không? Chị là bà dạ, ngoại. Dạ bà à. Ngoại. Xong chị cầu cứu các anh em bà con được không? Anh em ai cũng khổ hết chứ. Đấy, khổ quá, anh em nghèo sao giúp được đây? Hoạn nạn mới biết là biết là đúng không? Dạ anh em ai cũng khổ, cha mẹ cũng khổ mà giờ cha mẹ mất hết rồi. Quá khổ. Em thấy bên Campuchia hiện nay là rất nhiều, nhưng đây em thấy là một trường hợp vô cùng đặc biệt. Em thương là thương chị và thương những đứa trẻ, còn đặc sự là con gái chị nè, khó thương lắm. Tuổi trẻ mà bây giờ là hai đời chồng, hai đứa con mới 21 tuổi mà không nghe lời mẹ mà bỏ đi suốt ngày thế này. Dạ, cháu không bỏ đây, không ai nuôi. Đấy, khổ không? Lẽ ra là con chị phải có trách nhiệm. Cố gắng để nuôi cháu cho nó lớn. Mà em nói hoài không biết em nuôi nó lớn được không? Khổ quá. Chị hãy nói điều gì đó để cho con gái chị bình tĩnh. Để chờ đợi các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội, mọi người có duyên. Để giúp gia đình mình có kinh phí để giúp con chị quay trở về đi. Con ơi, gái ơi, hãy cố gắng lên để cô chú tìm cách để đưa con về với gia đình. Con đừng có buồn nữa. Từ từ mới nhà cô chú lo cho con. Đây là một trường hợp vô cùng đặc biệt, rất khó khăn. Một người mẹ hiện nay là bà ngoại, gọi là khóc lên khóc xuống, người thì vô cùng rất nhiều bệnh tật, nhưng vẫn phải cố gắng để nuôi hai người cháu ngoại còn lại. Vì con gái năm nay mới có 21 tuổi, hai đời chồng, hiện nay đã bị dụ sang Campuchia, mục đích chính là để kiếm tiền để về nhà là phụ giúp mẹ cũng như nuôi các con. Nhưng không may là bị một số đối tượng xấu lừa đảo sang Campuchia. Đến giờ phút này đi không có cơ hội cho quay trở về. Bây giờ muốn về được là trước mắt là phải chuộc ít nhất là có 80 triệu. Đó, thì chúng mới cho về. Mà để đối với gia đình thì một gia đình thì là thuần lông mà gia đình nghèo thì 80 triệu thì vô cùng rất lớn. Bán cả một cái nhà đi mới được 60 triệu mà bây giờ nhà không bán được. Hy vọng là các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội, nếu ai xem được video này, mọi người có duyên thì giúp gia đình chị để gia đình chị có thêm một chút kinh phí
để có cơ hội được cứu con quay trở về, đặc biệt để nuôi hai đứa con thơ. Chị còn muốn chia sẻ điều gì trên video này không chị? Em biết nói gì. Khổ quá. Tội nghiệp. Rồi em cảm ơn cuộc chia sẻ của chị rất nhiều nhé. Dạ, em chúc chị cảm ơn. Em chúc chị cùng với gia đình, đặc biệt là các đứa trẻ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc chị nhé. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Hy dạ. vọng trong thời gian tới các cô chú anh chị hãy giúp đỡ gia đình mình một phần nào đó chị nhé. Dạ cảm ơn. Dạ hôm nay chị về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương tuy hình đăng tin để tìm con gái, đặc biệt là mong muốn cầu cứu anh em hiệp sĩ Bình Dương cũng như các cô chú anh chị tất cả trang mạng xã hội, mục đích chính là giúp con chị. Chị có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin của chị lên tất cả trang mạng xã hội không? Dạ. Đồng ý ha. Dạ cảm ơn chị nhất rất nhiều nha. Dạ cảm ơn. Dạ kính thưa cô chú anh chị, nếu ai mà giúp được trường hợp này cho chị gái thì mong muốn là giải cứu được con gái quay trở về quê hương để nuôi dạy hai đứa trẻ, thì các cô chú anh chị hãy liên hệ cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Hiệp Dương theo số điện thoại 0913 785 858, anh em sẽ tìm cách để giúp con gái quay trở về nhanh nhất có thể. Cuối video cho phép công trần xin thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.